Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Zoom V. Nếu như mà các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về cái mảng lập trình mobile, cụ thể là mảng Android, thì cái kênh này là kênh dành cho các bạn. Đấy. Và ở video lần này thì mình sẽ giải đáp một cái câu hỏi khá là nhiều ấy, so với đối với những bạn mà mới học lập trình về thằng Android. Thì cái vấn đề mà các bạn hay vướng ở đây là gì? Vướng là nó làm như kiểu là, ví dụ như mà ở trên một cái màn hình, cái activity đầu tiên, cái màn hình đầu tiên bạn có một cái ô text để nhập một cái giá trị nào đấy, đấy chính là, sau đó khi bấm cái nút này, khi bấm một cái nút thì nó sẽ ngay lập tức nó chuyển sang cái màn hình thứ hai đấy. Và công nhiệm vụ của các bạn ấy là phải lấy được cái giá trị mà người dùng nhập vào ấy, sau đó là hiển thị ở trên màn hình số 2 này. Đó, nó gọi là truyền data giữa hai cái activity với nhau ấy. Mình chỉnh lại một tí chút nhá. Alo, đấy, đỡ bị vọng âm ấy, cho đỡ bị vọng âm. Rồi, ok, thì đấy là vấn đề. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cách để có thể chuyển data từ màn hình này qua màn hình khác. Ok, nào bắt đầu nhá. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái project trước này. Mình sẽ chọn Entity Activity này. Next. Mình sẽ đặt tên cho thằng này là Send Data đi. Send Data Activity. Rồi, finish. Các bạn chờ mình một chút nhá. Rồi, trong khi nó đang chạy project thì mình sẽ nói luôn ba cách mà mình sẽ hướng dẫn các bạn là gì. Đầu tiên ấy, cách đầu tiên ấy là cách cơ bản nhất. Nó sẽ là dùng thằng intent. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển từ màn hình này qua màn hình khác ấy, nó có một cái bắt buộc các bạn phải khởi tạo một cái intent để chuyển, đúng không? Đấy. Thì mình sẽ dùng intent để chuyển data. Cách số 2 là dùng cái cách này cũng không phải cách đâu. Cách này nó cũng khá là hữu dụng thôi. Nó là một kiểu design pattern trong Java. Đó là thằng single singleton. Đấy, mình sẽ dùng kiểu singleton, là cái kiểu design pattern trong Java để truyền dữ liệu từ thằng này qua thằng khác. Và cách thứ ba nó chính là một cách an toàn, khá là an toàn, đó là sử dụng thằng Severance của thằng Android. Đó, thì mình sẽ trình bày cả ba cách và sẽ nói ưu nhược điểm của cả từng cách một nhá. Thì vào cách đầu tiên này, rồi máy mình hơi láng tí, các bạn thông cảm nhé. Máy móc là... Rồi, thì khi mình đã có một cái activity đầu tiên này là thằng main activity này, thì mình sẽ tạo ra, mình kích chuột phải tạo new, mình sẽ tạo thêm một cái activity nữa là activity thứ hai, đúng không? Đấy. Nhấn finish này. Rồi, ok. Thì bây giờ thế này nhá. Mình sẽ trình bày cái cách đầu tiên là cách sử dụng thằng intent trong Java. Thì ở đây, ở bên main activity, mình sẽ tiến hành cho nó một cái thằng, đầu tiên cho nó cái button này, mình sẽ cho nó cái button vào đây trước này. Đấy. Cái chữ hello world mình sẽ xóa đi này.
mình sẽ cho nó một cái ô nhỏ đây. Đấy, được chưa? Rồi, sang bên này đi. Bão đỏ là sao? Ô, dùng thằng con trên nào này nó khá là nhẹ nhàng á. Thì trong cái bút tiền này nhá, mình sẽ cho nó một cái thằng gán cho nó, mình sẽ gán cho nó một hàm là on click, gọi là chuyển màn hình đi, chuyển màn hình đó thì ngay lập tức sẽ báo đỏ. Các bạn kích chuột đây này, chọn cái correct chuyển màn hình in main activity này vào thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái sự hàm sự kiện, khi mà bấm cái nút button đấy thì nó sẽ chạy vào trong này, ok chưa? Rồi thì ở bên main activity thứ hai này, mình sẽ cho nó một cái text view ở giữa đấy. Cái thằng text này mình cho nó cái text size cho nó to lên. Cái màu mình sẽ để là màu đen nhá. Đấy, ok chưa? Rồi. Thì khi mà mình bấm vào cái nút, khi mà mình bấm vào cái nút button này thì nhiệm vụ của mình này là sẽ lấy ra cái thằng edit, lấy ra cái giá trị người dùng nhập và chuyển sang này, sang bên này và hiển thị, đúng chưa? Thì ở đây nhá, mình sẽ tạo ra một cái edit text này. Mình sẽ ánh xạ này, pin view by id này, pin view by id đấy, r này, chấm id chấm edt edit đó, chấm phẩy này. Sau đấy thì mình sẽ lấy cái giá trị mà người dùng nhập vào thông qua cái giá trị người dùng nhập vào, mình sẽ gọi là data bằng edit text này chấm get text chấm to string, ok chưa? Và bây giờ thì mình sẽ phải chuyển sang cái activity thứ hai, là cái màn thứ hai đúng không? Thì đây mình sẽ tạo ra một cái thằng intent này, intent này đấy, y bằng new intent. Cái new intent này thứ nhất thì nó dùng để chuyển từ màn này qua màn khác ấy. Nên là đầu tiên các bạn chuyển vào cái đầu tiên zip là cái màn hiện tại, và cái màn thứ hai các bạn muốn chuyển sang là màn nào, nó chính là main activity.class, ok chưa? Đó, sau đó các bạn dùng lệnh là start activity và chuyển vào cái intent mà các bạn đã tạo. Ok, thì giờ mình muốn cái data này nó chuyển sang bên main activity à, thì mình sẽ gắn vào cho thằng intent nhá, mình gọi y này chấm put extra. Thì cái thằng put extra này nó để làm gì, thì có nghĩa là nó sẽ để gửi data sang bên kia đấy. Các bạn ví dụ như là các bạn, mình sẽ truyền cho nó, và cái thằng put extra nó sẽ yêu cầu hai cái bắt buộc phải truyền vào, thứ nhất là cái key và thứ hai là cái data đấy. Thì ví dụ như kiểu cái key các bạn truyền vào trong này data thì sang bên trên này các bạn nôm na nó như kiểu là hôm là mô tả làm cho các bạn dễ hiểu nhỉ. Đấy nhá, ví dụ khi các bạn bấm cái nút này, các bạn lấy ra một khối data, nó là thằng này đấy, các bạn tạo ra khối data nó là thằng này, được chưa? Thì mỗi khối data ấy, nó yêu cầu đầu tiên nó có giá trị trong này nhá, là cái giá trị mà người dùng nhập đúng không đấy, và cái mỗi khối data ấy, nó sẽ phải có một cái tên, phải có một cái tên để sang bên này. Ví dụ mình đặt tên cho thằng này là thằng data ạ, thì sang bên này ấy,
thằng nó sẽ lấy ra theo cái tên mà các bạn đặt ở bên này đấy. Ví dụ tên thằng avatar nhá, chuyển sang bên màn này, nó sẽ gọi cái gói, một cái gói mà các bạn gửi ấy có tên là data đấy, thì lúc này nó sẽ lấy được dữ liệu và nó sử dụng. Ok, thì sang ở bên main activity này nhá, mình sẽ tiến hành mình lấy tạo ra biến string này, mình sẽ lấy ra cái data mà thằng kia gửi đúng chưa, thông qua cái thằng get intent chấm get get string extra đấy, thì các bạn truyền đúng cái tên mà các bạn đặt ở bên kia sang, nó chính là thằng data đấy đúng chưa, chấm vậy này. Sau đấy nhá, ở thằng này nó có một cái thằng take view có cái ID như này đúng không, ở đây mình sẽ tạo ra thằng take view này bằng pin view by ID này, ánh xạ nó r.id.txt xv take view này. Chấm vậy đấy, thì cái thằng take view này chấm set text, mình đã set text là cái thằng data mình chuyển sang được chưa đấy. Các bạn chờ mình chút nhé, mình sẽ khởi động lại con là máy ảo của mình để chạy. Đây là cách đầu tiên. Thực ra ưu điểm của thằng Intel này thì là nó sẽ được sử dụng khá nhiều ấy, nó sử dụng khá nhiều. Nhưng mà còn nhược điểm của nó ấy, là sẽ sử dụng được, nó sẽ lúc nào nó sẽ chỉ sử dụng, nó không thể dụng dụng như kiểu truyền nhiều được. Bây giờ ví dụ như kiểu bạn có khoảng tầm 50 cái dữ liệu chẳng hạn, 50 cái con số mà bạn cả cứ bạn put put extra kiểu này thì put đến bao giờ đúng chưa đấy. Đây là mình mới sử dụng có một con số thôi. Alo, không biết nói này đủ to chưa nhỉ? Alo, các bạn thông cảm nhé, mình phải dùng chạy qua máy thật của mình và dùng TeamView để kết nối. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua máy thật của mình này, cho các bạn xem nhá. Chờ view lần đầu cho chí. Nãy giờ cứ ngồi mò không khởi động được con máy ảo này, thế khổ. Thôi dùng máy thật vậy. Thôi bạn chờ mình sửa lại một chút nhé. Đấy, đây là cái lý do tại sao mình không thích dùng cái thằng con trên nào một chút nào. Sinh ra chỉ để tấu hài. Mình sẽ sửa thành Nine Year Layout này, nhìn cho nó đẹp hơn này. Đấy, tương tự với thằng này mình sẽ cũng sẽ để ông activity của mình thứ hai của mình sẽ cũng là thành linear layout luôn. Đấy, được chưa? Bỏ hai thằng này đi. Rồi, run lại nhá. Rồi này. Ở đây mình sẽ cho nó một cái text. Rồi, nhấn button này. Đấy, coi sang bên này nó được cái chữ đúng chữ của mình không? Đấy, 1 2 3 4 này. Được ạ. Nhấn button này. Đó, nó sẽ sang đây là 1 2 4 đúng chưa? Đó. Đấy là cách
đầu tiên thì cái ưu điểm của thằng này đại khái là nó tiện, bởi vì là mình gửi luôn trong thằng Extra mà. Và thứ hai, nhưng cái nhược điểm của nó, nếu các bạn vào đây nhá, mình sẽ gõ này y, mình sẽ gửi thêm một biến nữa, thì các bạn có thể nhìn thấy này, lúc put extra cái gợi ý của nó trả ra những cái dữ liệu, kiểu dữ liệu trong của nó toàn là dữ liệu nguyên thủy đó, nên là ví dụ như kiểu muốn truyền object chẳng hạn, ví dụ như là mình ở đây mình có một cái object chẳng hạn ở trong này nhá, ví dụ mình ở đây mình tạo ra một biến, một cái object đi, mình sẽ tạo định nghĩa một cái class object đó, ở trong này thì mình sẽ có một cái biến là biến sinh tên thì chẳng hạn đấy, thì cái việc gửi dữ liệu của nó nhá, nếu như mình truyền object này, ở đây mình sẽ tạo ra một cái thằng object, được chưa, object này, object chứ không phải override, bằng new, mình new lên, mình new lên, và trong cái thằng OA mình sẽ gán cho nó cái thằng tên bằng cái thằng data, chính là cái chữ mà mình nhập vào đây, nếu như mình put OA, mình gọi chữ OA đây ngay tức là báo lỗi, bởi vì những cái thằng dữ liệu ở đây ấy, nó phục vụ ở đây ấy, thì 100% là nó sẽ, các bạn sẽ phải dùng kiểu dữ liệu nguyên thủy. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng, có nghĩa là gửi cái object này qua ấy, thì các bạn bắt buộc phải làm thế này. Hồi xưa thì nó không có đâu. Ngày xưa mình nhớ những cái thời mình học là năm 2015, 2016 ấy, thì bạn mặc định là phải truyền dữ liệu kiểu nguyên thủy. Nhưng bây giờ phát triển rồi. Đó. Thì ở chỉ cần bên object các bạn nhá. Ở bên object của các bạn này, các bạn kế thừa. À không 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 nhất thiết phải kế thừa đâu, các bạn implement, đấy, không nhất thiết phải là extend đâu, implement có một thằng trong Java bây giờ đã hỗ trợ, nó là chính thằng Serializable tên tiếng Anh khó đọc quá, nhưng đại khái mình chỉ nhớ tên của nó là chính là thằng này đó. Khi mà các bạn implement thằng này thì mặc định nó sẽ gửi được, bởi vì thằng Intel này bây giờ thời mới rồi, nó sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là gửi cái dữ liệu phải sang. Và sang bên này nhá, thì khi mà set text data khi chạy nhá, mình sẽ không thay đổi code ở bên này nhá, để xem nó ra cái gì nhá. Đấy, ví dụ như ở đây mình sẽ ghi tên của mình đi, zoomv, được chưa? Đấy, mình nhấn button chẳng hạn, ngay lập tức sang bên này, trắng, trắng tinh chưa? Đấy, một tờ giấy trắng, đơn giản thôi, bởi vì là cái mình lấy ra là cái string mà nó không, mình dùng get, cái get string extra thì lúc lấy ra nó không ép cái object mình vừa tạo ở bên này về string được đấy, nên là ở đây mình sẽ dùng get đây chính là get serial extra đấy, thì ngay lập tức nó báo đỏ ngay. Thì ở đây mình sẽ cần tạo ra một cái object đấy, mình khai báo đây là object bằng thằng này, và mình ép kiểu cho nó về thằng object của mình đấy là được. Và ở đây thì mình sẽ gọi thao tác như bình thường thôi, mình ở thằng object của mình có biến là tên đúng không, đó mình sẽ hiển thị tên đấy, bấm ban lại nhá để chạy xem được thế nào nhá. Tan 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 đây.
Du đẹp trai. Đấy, bấm button này. Sao mày gọi là du đẹp trai không? Đấy, đúng. Nghe quá đúng luôn. Đấy. Thì đấy là một cách khi mà các bạn muốn gửi object sang. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó đây là một kiểu nhá, đây là một kiểu nhá. Mình sẽ copy thằng này lại này. Ctrl C. Z. Private void đi cách hai này là cách hai này. Còn cách một này, đây là cách một là cách thông thường đấy. Đấy. Đấy, đấy là hai cách. Mình sẽ gọi cách một này đấy. Ở còn ở bên này thì mình sẽ copy ngay. Mình sẽ ghi ở đây private này. Void này. Lấy cách một. Lấy cách một chứ cái còn cạnh đây là lấy cách một một còn và lấy cách một hai chứ không phải là lấy cách ấy đâu, không phải cách số 2 đâu, sorry các bạn. Cũng tự copy tương tự rồi, lấy cách một một được chưa, mình căn cho x thằng này hết ra đây đấy, lấy cách một bên này mình sửa lại một kẹo này, lấy cách một một này, cách một một đấy, cách 1 2 đó, đó là hai cách để gửi. Nhưng thằng này vẫn có một những vẫn có một yếu điểm, ví dụ như trong này nhá, ví dụ trong trong này của mình sẽ có một cái biến này, một cái biến là diễn dạng kiểu là JSON, kiểu Arenid đi, Arenid được chưa, Arenid kiểu string chẳng hạn, ARR bằng new arenid đó rồi xem này, và bây giờ mình bấm run lại. À chưa, mình sẽ sửa thành cách 1 2 này. Còn thằng này mình sẽ ở bên này mình cũng gửi lấy cách 1 2 này và mình bấm run lại này để xem có hiện tượng gì xảy ra không nhá. Rồi này, ở đây mình sẽ sửa thêm cái chữ gì đi, sau đó mình bấm button. Ô vẫn được à? À thế chưa ra lỗi. Ở đây bây giờ ví dụ ở đây Java class được chưa, mình ở đây mình sẽ tạo ra một cái object 2, một class object 2 ở trong này chưa có cái gì cả, và ở đây mình sẽ tạo ra một cái object 2 ở đây này, o object 2 chấm phẩy được chưa, Ctrl S. Rồi sang bên này trong cái thằng object 2 đi, mình sẽ cũng có biến nữa, public string tên 2 đi, mặc định mình sẽ để cho là một đi, public string tên 2 đấy. Và ở trong thằng này nhá, ở đây này, thằng o của mình này, mình sẽ o chấm object 2 bằng new object 2 được chưa, và cái o chấm object 2 của mình này chấm tên tên 2 mình cũng sẽ gán cho nó bằng với cái thằng người dùng nhập là cái thằng data đấy. Và sang bên này, sang bên này thì mình sẽ gọi data chấm object 2 đúng không, chấm tên tên 2 để xem được không nhá.
Bấm này. Ngay lập tức chết app. Đó, các bạn thấy chết app không? Bây giờ mình chạy lại này. Mở Locket lên này. Bấm này. Chết app luôn. Đó, thấy chưa? Đây là một cái yếu điểm của thằng này. Đấy, nghĩa là sao? Nó đang báo à? Nó đang báo có nghĩa là cái thằng kiểu object của mình ấy, nó không phải là thuộc cái dạng Serializable, Serializable, được chưa? Không thuộc dạng kiểu Serializable này. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, với ông Serializable ấy, thì cái dữ liệu trong này ấy, nếu như mà không, nó phải thuộc kiểu dữ liệu nguyên thủy cơ. Đấy, nó phải là dữ liệu nguyên thủy như kiểu string, float, double, boolean hay là integer hay là long gì đấy thì nó mới chấp nhận cho các bạn chuyển từ màn này qua màn khác. Còn nếu như mà xuất hiện cái thằng object thứ hai, mà nếu như cái object thứ hai của các bạn ấy không kế thừa thằng không impediment thằng serial thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi luôn. Đấy, còn bây giờ mình sẽ thử kế thừa lại nhá. Và chạy lại cho các bạn xem này. Bây giờ mình bấm nút button này. Đó, các bạn thấy chưa? Có phải được không? Đấy. Có nghĩa là ấy, nếu như mà các bạn muốn gửi data dạng object từ thằng activity nhất sang activity thứ hai thì cái object của các bạn phải đạt đủ tiêu chuẩn của cái thằng này. Đấy. Serializable. Sau đấy các bạn chờ mình chút nhá. Để mình xem từ đó đọc là gì ạ. Serializable. Serializable, serializable, ok. Đó. Serializable. Thì nếu như mà không đạt đủ tiêu chuẩn của thằng serializable này, thì mặc định là sẽ không chuyển sang. Ok chưa? Đó. Đấy là cách số 1 là sử dụng thằng intent. Đấy, tuy nó hơi vất vả chút nhưng mà không sao, không vấn đề gì. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách số 2 để chuyển data từ màn hình này qua màn hình khác. Đó. Thì đó chính là dùng thằng design pattern là singleton trong Java. Singleton trong Java thì các bạn có thể hỏi hiểu là ôm la là nó sẽ là một cái class dạng static và mọi cái dữ liệu lưu trong đấy tất cả cần bất kỳ ở class nào đều có thể gọi ra và sử dụng. Đó, đó là thằng singleton. Thực ra trong singleton trong Java nó có nhiều kiểu á. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái kiểu mà mình hay dùng nhá. Ở đây mình sẽ đặt tên một class là data. Ok. Thì trong cái class data này của mình sẽ khai báo một biến public static. Kiểu dữ liệu chính là cái thằng data này. Đấy, mình đặt tên là data chấm vẩy và mình khai báo cho nó một cái phương thức constructor khởi tạo thông qua là data bằng lưu data đó. Và ở đây mình sẽ à quên, thằng này không thể public được, các bạn nhớ để thằng này là private nha. Và đây mình sẽ public này, mình sẽ tạo ra một cái hàm trả ra kiểu dữ liệu chính là thằng này, đặt tên là get data và thằng này sẽ return ra cái biến chính cái biến data của các bạn đó. Xong, đây chính là thằng singleton trong design pattern đấy. Thì lôm la trong Android có thể gọi nó làm cái Godba class chẳng hạn đấy. Thì đặc điểm của thằng này nhá, ví dụ như ở đây mình có một cái biến public string tên tên đi chẳng hạn bằng rỗng này, mình gán cho một cái giá trị rỗng trước được chưa. Rồi
sang bên main activity rồi nhá. Mình sẽ xóa thằng này đi. Mình sẽ sử dụng cách 2 này. Cách số 2 nhá. Cách số 2 này. Cách số 2. Thì lúc này nhá, mình sẽ gọi cái thằng data mà mình vừa tạo ra này, các bạn gọi data chấm public public sorry mình quên public static đó, thiếu cái static. Các bạn gọi data chấm get data được chưa? Đấy, sau đấy xong nhá, sau đấy xong thì là thật ra cái thằng data, cái constructor các bạn để như này được, không nhất thiết phải static đâu. Đấy, các bạn gọi ra cái thằng tên và gán cho nó bằng, mình sẽ xin phép mình copy hai thằng này nhá, bằng cái biến data mà mình nhập vào được chưa. Ở đây mình cũng tạo, mình sẽ start activity luôn, new intent new intent zip main activity 2 chấm class nó xong chưa. Đấy, và sang bên main activity 2 nhá, mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra cái hàm lấy cách 2 đó, mình sẽ copy thằng này nhá, copy hai dòng này. Đấy, thì ở đây lúc set text cho nó này, lúc set text cho nó thì mình sẽ gọi cái thằng data chấm get data chấm tên, và ở đây mình sửa lại là lấy cách 2 đó, ok chưa. Bây giờ run thử cho các bạn xem nhá. Thì cái thằng data của bạn ấy nó sẽ được lưu, cái dữ liệu của bạn sẽ được lưu trong cái thằng class data này. Và mỗi khi nào mà nôm na các bạn tắt app hoặc là app rơi vào trạng thái ngủ ấy là dữ liệu sẽ bị mất. Ok, nó sẽ xóa dữ liệu của bạn đi. Đấy, cứ bật lên là có. Bật lên là nó khỏi gán cho nó là có. Đấy, bây giờ nhá. Mình sẽ ghi đây là du đẹp trai. Đấy. Rồi. Bấm này. Ủa? Sao không hiện tự xảy ra vậy? À sorry, ở đây thiếu. Mình phải ghi là cách 2 nữa, gọi hàm cách 2 rồi nữa. Cách 2 là cách chuyển màn 2 nhá. À, mình sẽ sửa lại tên một chút. Cách gửi data này, một đó, cách gửi data 12 này, cách gửi data 2 này đó, ok chưa. Rồi chạy lên xem được cái gì này. Bây giờ mình bấm button, chết app luôn, để xem lý do gì chết app này. Lý do gì lại chết app nhỉ? Public nhỉ, static. Đúng mà. Sai đấy chứ. Thiếu cho ngày static cho mà. Rồi này, bấm này.
Đấy, sorry các bạn, cái concept từ nó bắt buộc phải có static. Ví dụ ở bên này mình sẽ ghi là du 147 đi. Bấm button. Đó, sang này có thể hiện du 147 không? Thì cái ưu điểm của thằng này ấy, là nó dễ sử dụng, bởi vì là nó chả phải thông qua gì cả. Các bạn chỉ cần khai báo ở trong biến một biến những cái biến nào các bạn ở trong này, và bất kỳ cái thằng nào các bạn cũng đều có thể gọi ra và sử dụng được, đúng chưa? Đấy, bất kỳ ở activity nào, không chứ không nhất thiết phải là activity này hay activity kia. Đấy, và thứ hai nữa là nó cũng không phải nhất thiết là phải gửi đúng data, phải đúng key từ màn này qua màn kia thì mới gửi được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của thằng này nhá, có nghĩa là sử dụng ở mọi nơi, ở cả cái trong thằng object này, được chưa? Mình gán cho nó bằng data chấm này, get data chấm tên cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, đấy là ưu điểm của nó. Còn nhược điểm của nó thì như mình đã bảo ấy, khi mà app của bạn rơi vào trạng thái kiểu là chuẩn bị chết đấy, nó sẽ lúc nào nó sẽ xóa xóa những cái xóa cái dữ liệu trong cái cloud data đi, nên là khi mở lại nó sẽ bị mất, ok chưa? Đấy, đấy là cái nhược điểm của nó. Thì đấy là cái thứ hai. Thì cách này ấy nó đơn giản hơn, là ví dụ như là cái object của các bạn ấy, mà nếu như mình tạo ra một cái object này, ob gì object object ba, và trong là này mình cũng có một cái biến public string, cũng có một cái biến tên, được chưa? Và ở đây mình sẽ public một cái biến là object 3, được chưa? OA bằng new, mình new luôn đấy cũng được nhá, object 3. Và ở bên main activity này, mình sẽ ở đây là mình ghi tiếp, đây là cách 21 này, và đây là cách 22. Và đây cái cách 22 mình chỉ xóa cái đi thôi, mình gọi ra cái object thứ ba của mình chấm tên, mình gán tên cho cái thằng data nhá. Đấy, và gửi ở đây mình sẽ gửi theo cách này, được chưa? Còn sang bên này nhá, lúc lấy ra này, cách lấy cách 22 này, lấy cách 21 này, mình sẽ gọi cái thằng object của mình ra chấm tên, lấy cách 22, được chưa? Bấm run. Đấy, mình bấm nút button. Đó, có phải nó ra được không? Đúng chưa? Bây giờ ví dụ mình nhập một cái giá trị bất kỳ vào đây chẳng hạn. Bất kỳ đây chẳng hạn, xong mình bấm button. Đấy, nó vẫn ra đàng hoàng nhá. Nó vẫn ra đàng hoàng nhá. Đấy, mà cái object thứ hai, thứ ba của mình ấy không phải kế thừa bất kỳ thằng nào cả. Thì đấy là ưu điểm của thằng này. Các bạn muốn để cái dữ liệu gì, kiểu gì ở trong lại cũng được, cả kể là một ArrayNet hay là một mảng hay là bất kỳ dữ liệu nào đó, ok. Thì đấy là ưu nhược điểm của cái thằng cách số 2, là sử dụng cái thằng singleton trong design pattern của Java đấy. Rồi còn cách thứ ba thì nó sẽ nôm na là nó sẽ đảm bảo cho các bạn, nó thực ra nó cũng không đảm bảo đâu. Thời gian như này, cách số 3 nó đơn giản lắm. Cách số 3 thì mình sẽ sử dụng một cái kiểu lưu dữ liệu của thằng Android, nó chính là thằng Severin. Đấy, thì để tạo ra được class Severin ấy, để tạo ra được cái thằng Severin này, thì đây mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra một cái Java class nhé. Mình sẽ đặt tên cho thằng này là user chẳng hạn, được chưa? Class mình sẽ có tên sẽ là user, chưa? Đấy. Trong cái class user của mình, nó sẽ có một biến
biến public rồi. Trinh tên. Đấy, tên được chưa? Đấy. Thì sau đó nhá, mình sẽ tiến hành viết hai hàm. Thứ nhất là một hàm để lấy dữ liệu và thứ hai là một hàm để lưu dữ liệu. Lấy dữ liệu lưu trực tiếp vào trong máy ấy, trong máy điện thoại của các bạn ấy. Và thằng cái hàm còn hàm thứ kia cũng là hàm lấy dữ liệu ra từ trong máy của các bạn. Thì cái hàm đấy á, đầu tiên là mình sẽ public này. Void đi, get data đi. Mình sẽ viết cái hàm lấy dữ liệu ra trước đi. Được chưa? Get data. Nó sẽ lưu lại, nó sẽ lưu cái data của mình dưới dạng một file. Đấy. Và ở đây mình chuyển vào cho nó một cái thằng là thằng context CT. Được chưa? Đấy. Thì ở trong cái thằng get data ấy thì mình sẽ gọi là Severin, đây chính nó. Severin này. Đấy, mình tạo ra biến Severin này. S này bằng gọi cái context mình chuyển vào chấm get Severin. Và các bạn cần truyền vào cho nó. Ở đây mình sẽ khai báo một cái thằng private string tên file data. Đấy. Cái thằng string này chính là cái thằng file data các bạn sẽ lưu ở trong máy ấy. Cho tên là data sc đi. Được chưa? Và mình cần vào truyền vào cho cái thằng này một cái biến string này là tên cái file mình sẽ lưu dữ liệu. Và thứ hai các bạn cứ chuyển vào số 0 cho mình. Nó chính lúc là thì lúc này cái số 0 này lúc nào mình cũng chưa hiểu cái thằng mode này cho lắm. Đấy. Bởi mode đây nó chỉ ghi, nó không ghi đất rõ ràng đâu. Đấy. Nên mình cũng không biết giải thích cho các bạn kiểu gì cả. Thì quay lại vấn đề nhá. Thì sau khi mình đã lấy được server ra này, mình sẽ gọi này s chấm, mình sẽ gọi cái biến tên của mình ra. Được chưa? Mình sẽ gọi lấy ra cái dữ liệu mà nó đã lưu bằng s chấm get string. Mình sẽ truyền vào cho nó cái key là tên này. Và tiếp theo là cái giá trị default. Lúc nào là nếu có cái hàm này mà nếu các bạn chạy đầu tiên ấy thì đầu tiên nó sẽ lấy cái file data của các bạn ra. Nếu như mà chưa tạo ấy thì chắc chắn sẽ không có cái dữ liệu nào có cái lưu mình lưu vào tên cả. Đây là nó cần một cái giá trị default, nếu như nó không lấy được thì nó sẽ trả ra cho bạn một cái string trống. Ok chưa? Thì đấy là cách mà các bạn lưu dữ liệu. Còn bây giờ là đến tiến hành, mình sẽ tiến hành lấy dữ liệu ra này. À, đây là cách tiến hành lấy dữ liệu, còn bây giờ là cách tiến hành lưu dữ liệu. Xin lỗi các bạn nhá. Thì đầu tiên nhá, mình cũng xin phép mình copy ngày. Mình cũng sẽ lấy ra cái thằng Severin, có nghĩa lấy ra cái file dữ liệu của mình ấy. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái thằng, mình sẽ gọi là Severin này chấm register. Đấy. Có nghĩa là lấy ra cái thằng để nó cấp cái quyền sửa dữ liệu cho mình ấy. E bằng new bằng s chấm exit. Đấy. Sau đấy xong nhá, thì mình sẽ làm gì đấy ở những cái dòng code này. Và cuối cùng là mình sẽ gọi cái thằng commit để nó lưu dữ liệu lại. Được chưa? Thì đây bây giờ nhá, mình sẽ gọi e.put string. Put vào cái thằng key tên này. Và cái dữ liệu mình put vào chính là cái tên của thằng người dùng này. Được chưa? Đấy. Chấm phải này. Sau đâu đấy xong nhá. Bây giờ cách sử dụng nó thế nào? Đơn giản thôi. Ở bên này nhá, mình sẽ tạo ra cái hàm là cách gửi data số 3 này. Đấy. Cách gửi data số 3 được chưa? Thì ở đây mình sẽ, đầu tiên mình cũng sẽ lấy ra cái text mà người dùng nhập thôi. Đấy.
Sau đó mình sẽ lưu, mình sẽ tạo ra cái biến user, của mình là u, mình sẽ đặt là bằng u nhá, bằng new user. Mình sẽ gọi u chấm tên này, mình sẽ gán tên cho cái thằng, cái tên của cái thằng user ấy. Và ở đây mình sẽ gọi u chấm save data và truyền vào zip. Sau đó mình sẽ tiến hành chuyển màn hình. Đó, đây là gửi cách 3. Thì lúc này nhá, cái dữ liệu mình đã được lưu vào máy rồi, được chưa? Đấy. Thì ở đây mình sẽ tiến hành, mình sẽ tạo ra cái hàm này, lấy cách 3 này. Đấy. Thì trước khi đấy nhá, ở đây mình sẽ tạo ra một thằng user này bằng new user. Mình sẽ gọi cái hàm get data ra. Đấy. Truyền vào cho nó cái context để nó tiến hành nó lấy dữ liệu cho mình. Và ở đây mình sẽ xóa thằng này đi nhá. Mình sẽ gọi u chấm tên. Mình lấy ra tên và mình hiển thị thôi. Đơn giản. Đấy là cách số 3. Đấy, giờ mình bấm run này. Thì cái nhược điểm của thằng này ấy, nhược điểm của thằng, của cái dùng thằng server này ấy, là nó sẽ chắc chắn nó sẽ không lưu được cái dữ liệu, nó chỉ lưu được dữ liệu kiểu nguyên thủy thôi. Ví dụ như kiểu, ví dụ ở đây nhá, mình gọi, ví dụ mình muốn lưu một cái biến đây, cái hàm put của nó này, các nhìn chưa, lúc nào nó chỉ cho put string boolean float in long và thằng thứ ba là thằng arinit thôi. Đấy, chứ nó không hề cho put dữ liệu kiểu object khác. Nên dẫn đến cái vấn đề là những dữ liệu kiểu object thì nó sẽ không lưu được. Được chưa? Đấy. Ví dụ ở thằng này, bây giờ chạy lên này. Mình sẽ ghi ở đây một cái dữ, một cái số gì ấy đi. Đấy. Sau đó mình bấm nút button. Sang bên này nó vẫn hiển thị đúng số chưa? Đấy. Còn đấy, đấy nó vẫn là cái chuyển bình thường thôi. Những ưu điểm của thằng này là gì? Ví dụ như bây giờ nhá, mình comment lại cái đoạn code này thì sao? Nó không hề lấy data nhá, không hề lấy data nhá. Đấy, xong đấy mình bấm run này, lập tức nó chuyển sang màn khác luôn. Code này mình comment lại rồi. Rồi, mình sẽ đặt đây, nhập đây một cái giá trị bất kỳ ở đấy đi. Được chưa? Sau đó mình bấm button. Khi chuyển sang, các bạn nhìn thấy quen không? Nó chính là cái giá trị mà mình lưu từ trước, đúng không? Lưu từ trước nữa. Đấy. Thì ưu điểm của ông này ấy, là sẽ không bao giờ bị mất dữ liệu. Nó hiểu không? Không bao giờ các bạn sẽ bị mất dữ liệu cả, trừ khi các bạn xóa app đi thôi. Thì nó sẽ, những cái dữ liệu của bạn sẽ bị mất. Còn nếu không ấy, thì nó sẽ còn ở yên đấy, nó không mất. Đó, ok. Thì đấy là cách số 3. Mà cách số 3 khi mà các bạn muốn gửi dữ liệu từ activity này qua activity khác. Ui, cũng dài phết nhỉ. Trông thế mà ông 48 phút rồi. Ok, video của mình xin được dừng lại đây. Nếu như mà các bạn thấy cái video này hay và bổ ích, thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký và like. Còn nếu tốt hơn thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết, đến. Đấy, project gốc thì mình, project này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhá. Ở dưới phần mô tả. Còn nếu như các bạn có muốn câu hỏi nào ấy, câu hỏi nào hay là thấy mình giảng nhanh quá hay là thấy mình giảng có chỗ sai thì nhớ comment để cho mình biết. Ok. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ. Bye bye.